chấp nhận được, không thể quên được. Tôi vào trong tòa Bạch Ốc trong thời gian khó khăn nhất của đất nước này. Và đây là trong câu chuyện lịch sử, một cái sự trở lại mạnh mẽ nhất chưa từng có. So let's tell the story here. Hãy kể lại câu chuyện đó tối nay. Và kể lại ngay bây giờ. Cái sự trở lại của nước Mỹ sẽ tạo nên cái sự tương lai của nước Mỹ, bao gồm nền kinh tế cho tất cả những người từ thấp tới cao, chứ không phải từ cao xuống dưới, cho tất cả mọi người, cho tất cả mọi người có cái quyền bình đẳng với nhau, không ai bỏ lại phía sau. Và cái vụ tàn phá của siêu vi khuẩn không thể nào tiếp tục gây ảnh hưởng của chúng ta. Chúng ta đã có thuốc ngừa và thậm chí còn nghiên cứu thêm những cái loại thuốc ung thư trong tương lai nữa, tương tự. Và đó là những gì mà nước Mỹ đã làm. I inherited a economy that's on the brink. Now our economy is literally the envy of the world. 15 million new jobs in just 3 years.